Rồi, xin chào anh em, tối nay nhận con XS này. Con này thay màn hình nha, bề đen đây anh em, lùm đen. Bên mình thì chuyên thay màn hình, ép kính, thay pin, full dòng máy nha. Anh em có nhu cầu thì Zalo ha. Con này thì khách thay màn OLED thôi nè, chứ không có nhu cầu thay màn zin nha. Màn thì nó có hai loại, màn OLED và màn zin. Thì khách thích thay loại nào thì mình thay loại đấy thôi. Hoàn bế rồi nên nó mình tháo ra cũng dễ dàng thôi. Nếu mà bế mà chưa đủ mực thì ép kính lại xài nha anh em. Mình tháo mà đã bế mực rồi thì mấy buộc phải thay bằng mới thôi. Đó, mấy còn khá là ring nha, khá ring. Cẩn thận dán cái Face ID lại nè. Tránh trường hợp là thay màn hình mà móc Face nha. Nhiều anh em thợ mới vào nghề á, rất hay bị trường hợp đó. Mình thì mình là cảnh giác. Là con XS. Còn đây là đúng màn hình của nó này. Giờ khách chỉ có nhu cầu thay màn OLED thôi. Sẽ test cái màn OLED này coi. OLED nhưng mà loại này là đúng xịn như loại một nha anh em. Nên thay vô là nó 1910 đó. Nói chung là như riêng. Ok, đăng lên. Hiển thị rất nét anh em, nói chung là như riêng 90 so với riêng hả? Rồi, tiếng Anh là tách luôn. Để mình bắt đầu ráp sàn cái cô cáp luôn. Của cái phần loa đây, qua xong nha. Đây anh em, ráp cụm loa vào anh em nha. Rồi không là thì khá là đơn giản thôi. Tao cũng lo vào là mình cũng như là hoàn thành nha. Ok. Như là bắt vào là xong nha anh em. Khá là đơn giản. Sau đó mình sẽ dán cường lực. Là giao máy cho khách nha.
Ok. Bắt nguồn thử. Lên nha anh em. Thì là khâu thay màn hình iPhone XS đã hoàn thành nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip tới giờ phút này nha. Thân ái chào anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo nha anh em.